có quyền, không có gì đó, tôi không phải đưa với tội hả? Tôi nói tôi không vi phạm đó. Xe này tôi vi phạm có camera hành trình hết rồi. Không có vi phạm gì hết á. Không nói sao, không nói lỗi gì, không nói tôi nghe lỗi gì. Hả? Nói tôi nghe lỗi gì? Đèn đỏ băng ngang đường, là được chưa? Đèn đỏ băng ngang đường là cái gì? Tất cả là đường. Đi hát không? Ok quá không? Ừ.